chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tối thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng tập trung chăm lo gia đình chính sách vui xuân đón Tết. Tìm giải pháp bảo quản và xử lý hoa cát cảnh. Việt Nam xuất siêu sang nhiều nước CPTPP. Phát triển du lịch golf để nâng tầm thương hiệu. Giải pháp nào cho công tác an toàn giao thông năm 2019? Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 16 tháng 1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và 63 điểm cầu toàn quốc. Về phía tỉnh Lâm Đồng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đà, cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn đã tham dự. Trong năm 2018, toàn ngành thanh tra đã tập trung vào công tác thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, đổi mới hoạt động thanh tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra, thực hiện đầy đủ công khai các kết luận kiến nghị sau thanh tra, đúng quy định, bảo đảm hiệu lực hiệu quả của công tác thanh tra. Chỉ tính riêng trong năm 2018, ngành thanh tra đã thực hiện trên 7.100 cuộc thanh tra hành chính và trên 219.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế trên 33.000 tỷ đồng, 33.900 hectare đất, kiến nghị thu hồi trên 29.000 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước và thu hồi trên 1.000 hectare đất. Bên cạnh đó, ngành cũng đôn đốc kiểm tra việc thực hiện trên 4.000 kết luận thanh tra, tập trung thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Riêng đối với ngành thanh tra Lâm Đồng trong năm 2018, toàn ngành đã tiến hành 208 cuộc thanh tra hành chính và 724 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua đó phát hiện 170 đơn vị sai phạm về kinh tế, chi ngân sách, sử dụng đất, xây dựng cơ bản, kiến nghị thu hồi trên 38 tỷ đồng. Riêng đối với thanh tra chuyên ngành đã phát hiện trên 800 cá nhân và 450 tổ chức vi phạm, ban hành 1.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5,6 tỷ đồng. Tại hội nghị thanh tra chính phủ, thanh tra các bộ ngành trung ương và các địa phương đã tập trung phân tích, thảo luận một số vấn đề liên quan đến các hoạt động chuyên môn của ngành thanh tra hiện nay, nhất là trong công tác đổi mới hoạt động thanh tra, xử lý sau thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, cũng như việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong toàn ngành. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đánh giá cao hoạt động của ngành thanh tra trong thời gian qua, nhất là bám sát các mục tiêu nhiệm vụ của ngành, tập trung thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, ngành thanh tra cần tập trung thực hiện công tác thanh tra trên các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, đổi mới hoạt động thanh kiểm tra, đặc biệt trên các lĩnh vực vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Song song đó, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự hội nghị. Tham dự tại đầu cầu Lâm Đồng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S và đại diện các ngành liên quan. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, năm 2018, nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục phát triển toàn diện. Thành tựu này có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tầm vóc, vị thế và uy tín của đất nước. Đặc biệt, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt là sự nổi bật lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Điều này cho thấy sự quyết tâm của các ngành địa phương trong công tác kế hoạch hóa, năng động trong chỉ đạo, điều hành và thống nhất của chúng ta. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, vượt qua khó khăn, giành lấy thành tựu, đó là cơ sở, là tiền đề để bứt phá trong năm 2019. Vì vậy, muốn hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Chính phủ đề ra trong thời gian tới, đòi hỏi toàn ngành kế hoạch và đầu tư nỗ lực quyết tâm thống nhất cao. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, mức tăng trưởng cả nước là 7,08%, đạt mục tiêu bình quân 6,5% giai đoạn 5 năm 2016-2020. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển trên cả 3 lĩnh vực, công, nông nghiệp và dịch vụ. Xuất khẩu tăng mạnh, xuất siêu hàng hóa 7,2 tỷ đô la. Nếu tính cả dịch vụ thì xuất siêu 3,5 tỷ đô la. Đầu tư cơ bản tăng cao so với năm trước, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,5 triệu đồng. Cả nước có trên 131.270 doanh nghiệp thành lập mới.
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa hơn 244 tỷ đô la, nhập khẩu trên 237 tỷ đô la. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại phát triển. Hội nghị đã tập trung tham luận của các ngành và các địa phương về xây dựng giải pháp mục tiêu của từng đơn vị. Năm 2019, với phương châm hành động, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá, ngành kế hoạch và đầu tư tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho chính phủ, đẩy mạnh phối hợp, trong đó đề cao tốc độ phát triển để về đích thành công mục tiêu chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm, nâng cao năng lực nội tại, củng cố vĩ mô, tập trung khơi thông động lực tăng trưởng, thực hiện đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Sáng 16 tháng 1, huyện ủy Di Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 và quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2019. Năm 2018, Đảng bộ huyện Di Linh tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm việc học tập quán triệt, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy gắn với đẩy mạnh, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Năm 2018, Đảng bộ huyện Di Linh kết nạp 188 đảng viên mới, xóa 15 chi bộ dưới 5 đảng viên, đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng huy hiệu đảng cho 134 đảng viên. Qua đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, toàn đảng bộ huyện có 10 trên 54 tổ chức đảng của đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 46 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong tổng số 3.800 đảng viên tham gia đánh giá chất lượng, có 15,3% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 77,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2019, Đảng bộ huyện Di Linh phấn đấu lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nỗ lực phấn đấu có trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Xóa ít nhất 12 chi bộ dưới 5 đảng viên, phát triển từ 180 đảng viên mới trở lên, v.v. Dịp này, huyện ủy Di Linh đã tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018, khen thưởng cho 2 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, từ 2014 đến 2018, và tặng giấy khen cho 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, từ 2014 đến 2018. Lâm Đồng thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố trên địa bàn tập trung thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm chăm lo cho nhân dân trong tỉnh vui xuân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trong không khí vui vẻ, đầm ấm, thiết thực, chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố trên địa bàn tập trung thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm hình ảnh thành tựu kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hội hoa xuân, hội xuân, lễ hội truyền thống. Qua đó góp phần phát huy các giá trị văn hóa, đoàn kết của dân tộc trong dịp mừng đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhiều tổ chức đơn vị trong và ngoài tỉnh đã có những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm đem lại cho những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh có điều kiện vui xuân đón Tết. Chiều 15 tháng 1, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt và tặng quà người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương nhân dịp chuẩn bị đến Tết Nguyên đán. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Lạc Dương đã thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện và tỉnh, đồng thời mong muốn những người có uy tín trên địa bàn huyện
trong thời gian tới, tích cực vận động nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia tốt các phong trào tại địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện người uy tín đã bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được của huyện nhà trên các lĩnh vực trong năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo huyện tiếp tục có những chính sách hỗ trợ về sản xuất, đời sống cho bà con đồng bào dân tộc, để bà con có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, Ban dân tộc tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc năm 2018. Đồng thời, tặng 31 suất quà trị giá 500.000 đồng cho 31 người có uy tín, suất quà bằng hiện vật. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương tặng 31 suất quà cho 31 người có uy tín, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Sáng nay 16 tháng 1 tại thành phố Đà Lạt, Ni viện Tuệ Quang phối hợp với các nhà hảo tâm đã tổ chức trao quà Tết cho 400 người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà gồm gạo, mì và các nhu yếu phẩm cần thiết với trị giá 200.000 đồng một suất. Bên cạnh đó, đối với những gia đình khó khăn hiện đang có bệnh nhân điều trị chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, các nhà hảo tâm còn tặng thêm tiền mặt có trị giá 150.000 đồng một suất cho mỗi gia đình. Được biết, đây là một hoạt động thường niên của Ni viện Tuệ Quang Đà Lạt, phối hợp với Tăng ni Phật tử và các nhà hảo tâm gần xa, nhằm góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp cho người nghèo. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, nhóm thiện nguyện Những Người Bạn ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương, niềm vui ngày Tết với đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Tu Ra, huyện Đơn Dương. Trong đợt này, đoàn đã tặng 150 phần quà, tổng trị giá 55 triệu đồng, gồm nhiều mặt hàng như gạo, mì tôm, quần áo, mền, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, sữa, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, sách vở ba lô và một số dụng cụ học tập khác cho các em học sinh. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm chia sẻ những khó khăn với tinh thần lá lành đùm lá rách của nhóm thiện nguyện Những Người Bạn ở thành phố Hồ Chí Minh đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa. Chuyển sang thông tin khác, sáng nay 16 tháng 1, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tổ chức hội thảo tìm giải pháp bảo quản và xử lý hoa cát cảnh, nâng cao giá trị hoa tại Lâm Đồng với sự tham gia của các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các nông hộ sản xuất kinh doanh hoa trên địa bàn Đà Lạt. Hiện nay Đà Lạt có trên 400 loại hoa với hàng ngàn giống hoa. Trên địa bàn tỉnh có 46 cơ sở sản xuất kinh doanh giống hoa in vitro, hàng năm sản xuất khoảng 45 triệu cây giống. Khoảng 90% nguồn cung ứng hạt giống, cây giống hoa được nhập khẩu. Diện tích trồng hoa của năm 2018 đạt 8.900 ha, sản lượng 3.370 triệu cành, trong đó có 3.800 ha, chiếm 94,5% diện tích trồng hoa ứng dụng công nghệ cao. Thành phố Đà Lạt là địa phương sản xuất hoa chủ lực của tỉnh, chiếm khoảng 66,4% diện tích và 69,3% sản lượng. Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận thương hiệu hoa Đà Lạt và thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Toàn tỉnh có trên 56 doanh nghiệp làng hoa, hợp tác xã sản xuất hoa. Trong đó có 5 doanh nghiệp với 266 hectare sản xuất kinh doanh hoa được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thị trường tiêu thụ hoa của Lâm Đồng chủ yếu là nội địa, chiếm 89,3%, còn lại là xuất khẩu. Lâm Đồng có điều kiện thiên nhiên thuận lợi, cũng như có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hoa. Nông dân Lâm Đồng cần cù, có nhiều sáng kiến, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để sản xuất hoa. Hoa Đà Lạt đã có một thị trường rất lớn ở trong nước và dần chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa và xuất hiện một số dịch hại khó kiểm soát. Giống hoa còn phụ thuộc phần lớn vào nguồn giống nhập nội. Giá thành của các công nghệ cao, nhập khẩu còn cao. Tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch hoa còn chiếm tỷ lệ khá lớn từ 7 đến 13%. Sản lượng hoa được xử lý và bảo quản chiếm tỷ lệ rất thấp với khoảng 5% sản lượng. Vì vậy, giá trị sản xuất hoa Lâm Đồng chưa được nâng cao. Hội thảo đã đưa ra một số định hướng về sản xuất hoa Đà Lạt Lâm Đồng như cần quy hoạch vùng sản xuất hoa chuyên canh theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh công tác nhập nội, mua bản quyền giống, áp dụng công nghệ sau thu hoạch, xây dựng và phát triển thương hiệu hoa cát cảnh Đà Lạt.
Để đạt được các mục tiêu trên, địa phương cần tận dụng triệt để chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt vùng phụ cận và các chính sách khác có liên quan, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và dự toán định mức nhà kính. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tập huấn, chú trọng các giải pháp kỹ thuật gắn với thị trường tiêu thụ, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu, chuỗi liên kết hoa của tỉnh và thu hút đầu tư. Các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản hoa bao gồm chất lượng hoa, nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, sự thông khí trong phòng bảo quản, từ đó đưa ra các phương pháp xử lý hóa chất sau khi thu hoạch, như làm cứng hoa, làm ngấm nitrat bạc, xử lý nạp hóa chất cho hoa và giới thiệu một số mô hình bảo quản hoa sau thu hoạch đạt hiệu quả. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Sáng nay 16 tháng 1, Công ty Nhôm Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và hội nghị người lao động năm 2019. Năm 2018, Công ty Nhôm Lâm Đồng khai thác được hơn 3,5 triệu tấn quặng nguyên, đạt 96,5%. Nhà máy alumin đã sản xuất được hơn 1,7 triệu tấn quặng tinh và hơn 1.000 tấn hydrat, tăng 5,1 lần so với năm 2017. Tổng sản phẩm tiêu thụ alumin là hơn 625.000 tấn và hơn 70.000 tấn hydrat. Doanh thu năm 2018 ước đạt khoảng 2.998,6 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến khoảng hơn 40 tỷ đồng. Năm 2019, Công ty Nhôm Lâm Đồng duy trì sản xuất ổn định ở mức tải tối ưu, quản trị tốt về mặt công nghệ, tiếp tục đầu tư cho chương trình 5S, đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn môi trường. Tập trung tối ưu hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất, kết hợp việc quản trị tốt chi phí, tiếp tục hạ giá thành sản xuất, quan tâm nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên lao động, cũng như thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Dịp này, Bộ Công Thương đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Chiều nay 16 tháng 1, tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn thu thập dữ liệu bản đồ số cho đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa cho cán bộ đoàn của 12 huyện thành trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã được cán bộ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng thông tin về mục đích ý nghĩa của đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa, đồng thời hướng dẫn cụ thể các thao tác cung cấp thông tin địa chỉ của các ứng dụng phục vụ cho việc thu thập dữ liệu tại các địa phương trong tỉnh. Được biết, đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu xây dựng hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, Việt hóa, số hóa, lưu trữ một cách tiên tiến và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, nhằm phục vụ cho việc khai thác sử dụng thông tin, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Ngày 16 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ huyện Bảo Lâm phối hợp với Bệnh viện Lâm Đồng tổ chức chương trình phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Kỷ Hợi và lễ hội Xuân Hồng năm 2019 với thông điệp Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, kết nối trái tim, kết nối sự sống, hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Huyện Bảo Lâm đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ngay sau lễ phát động đã thu về 350 đơn vị máu. Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Kỷ Hợi và lễ hội Xuân Hồng năm 2019 nhằm đảm bảo và tăng số lượng máu tiếp nhận cung cấp đến các bệnh viện kịp thời để điều trị cho bệnh nhân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Những nội dung chính trong phần tin trong nước. Với những thế mạnh về thiên nhiên, vị trí địa lý, Việt Nam hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một điểm đến du lịch world hàng đầu châu Á. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các thành viên CPTPP đạt 74,478 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước năm 2018. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đạt 36,809 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó kim ngạch nhập khẩu đạt 37,669 tỷ đô la Mỹ. Trong đó Việt Nam xuất siêu sang 5 thị trường gồm Canada, Chile, Mexico, Australia và Peru. Đồng thời nước ta cũng nhập siêu từ 5 thành viên còn lại gồm Brunei, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản và Singapore. Đáng chú ý, Canada là thị trường Việt Nam đạt con số xuất siêu lớn nhất với trị giá đạt 2,155 tỷ đô la Mỹ.
Tính đến ngày 9 tháng 1 năm 2019 đã có 58 địa phương gửi báo cáo tổng hợp số liệu từ 25.565 doanh nghiệp, tương ứng với trên 3,8 triệu người lao động, trong đó có khoảng trên 25.000 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán. Theo đó, mức thưởng bình quân bằng khoảng một tháng lương tương đương với 6,3 triệu đồng một người, tăng 11,4% so với năm 2018. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,789 triệu đồng một người. Công ty có cổ phần, góp vốn, chi phối của nhà nước là 6,825 triệu đồng một người. Doanh nghiệp dân doanh là 6,445 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,236 triệu đồng một người. Việt Nam đang trở thành điểm đến du lịch golf mới của thế giới. Với lợi thế về địa hình đẹp, du lịch golf được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng, có khả năng cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực. Sân golf Long Biên đã phục vụ hơn 50.000 khách nước ngoài trong năm 2018. Không chỉ thu hút khách nước ngoài, du lịch kết hợp golf cũng đang thu hút số lượng lớn khách trong nước. Đánh golf nó quan trọng là thời tiết. Thì thời tiết chúng ta là nắng, ấm, nóng, không có mùa đông, lượng mưa cũng vừa phải. Và vì vậy cho nên là có điều kiện để cho cái việc phát triển cái sân golf. Theo ước tính, một khách du lịch golf chi tiêu gấp hơn 2 lần so với một khách du lịch thông thường. Vì vậy, để thu hút dòng khách có chi tiêu cao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bổ nhiệm ông Geoffrey John Norman, người Australia, huyền thoại golf thế giới, là đại sứ du lịch Việt Nam với mong muốn quảng bá rộng rãi hơn điểm đến golf Việt Nam trên toàn thế giới. Việt Nam đã có những sân golf tốt, được thế giới ghi nhận. Tôi sẽ hỗ trợ đưa các giải golf, sự kiện quốc tế đến Việt Nam, giới thiệu Việt Nam là điểm đến của du lịch golf thông qua trang web, mạng xã hội và các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, hiện du lịch golf của Việt Nam vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, khi còn ít đơn vị khai thác tour du lịch golf chưa kết hợp với các loại hình du lịch khác. Hệ thống dịch vụ cho loại hình du lịch này đang trong quá trình hoàn thiện và chưa liên kết với các sân golf trong khu vực nên giá trị sản phẩm chưa cao. Phát triển mạnh trong cái lĩnh vực này thêm thì cần sự hỗ trợ nhà nước về vấn đề là chính sách cũng như là thuế để làm sao để cho tất cả điều kiện cho tất cả các trong cái ngành của các sân golf này để mỗi một ngày sẽ làm sao phát triển mà để có đủ cái sức cạnh tranh với các khu vực. Từ chỗ golf Việt Nam chưa có trên bản đồ thế giới, đến nay cả nước đã có gần 50 sân đi vào hoạt động. Với những thế mạnh về thiên nhiên, vị trí địa lý, Việt Nam hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một điểm đến du lịch golf hàng đầu châu Á. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, kiềm chế và kéo giảm tai nạn trên địa bàn tỉnh không phải là chuyện ngày một, ngày hai có thể làm được khi ý thức của người tham gia giao thông còn thờ ơ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 có thể nói là năm mà trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp khi tai nạn giao thông tăng ở cả 3 tiêu chí. Theo thống kê, bên cạnh những địa phương làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì vẫn còn một số địa phương chưa quyết liệt, chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông tăng cao. Để thực hiện mục tiêu chung giảm cả 3 mặt từ 5 đến 10%, năm 2019 đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm cao với những giải pháp đồng bộ của các ngành chức năng, sự đồng thuận từ phía nhân dân trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20, đoạn qua ngã ba Phi Nơm, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, làm 5 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương. Đây là một trong 215 vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Lâm Đồng trong năm qua, là 142 người chết, 144 người bị thương. Trong đó có 113 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 13 vụ rất nghiêm trọng và một vụ đặc biệt nghiêm trọng. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông tăng ở cả 3 tiêu chí. Với số vụ tăng 10,26%, số người chết tăng 5,97%, số người bị thương tăng 13,39%. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông vẫn là các lỗi đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, điều khiển xe sau khi đã uống rượu bia, tránh vượt không an toàn. Trong đó, tai nạn do mô tô chiếm gần 60%, ô tô là 36,7%, hầu hết xảy ra trên tuyến quốc lộ và đường nội thị của tỉnh.
chính tôi ở đây tôi thấy là đến giờ chiều mà xe xuống thì tốc độ cái đường ở đây nếu mà giới hạn thì chạy 50-40 nhưng mà thực ra là chạy 70-80 cây số, nhưng mà cái cơ quan chức năng thì đâu có đủ để mà giám sát hết ở đây. Nếu có điều kiện mà đặt cái camera hình ngay ở đường mà ngăn chặn bớt thì may ra thì giảm được cái tai nạn giao thông. Có giới hạn tốc độ mà mấy có một số là nó cũng không có chấp hành đúng, mà nhiều khi đổ đèo họ không có tuân thủ theo cái lực đó, cho nên là bên ngành giao thông là phải kiểm tra chặt chẽ lại vấn đề tốc độ. Cũng trong năm 2018, các ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện xử lý trên 60.000 trường hợp vi phạm, tăng hơn 4.000 trường hợp so với năm 2017. Mức thu phạt cũng tăng gần 7 tỷ đồng. Đáng chú ý đó là có gần 3.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe với các lỗi nặng như nồng độ cồn, tốc độ và quá tải. Điều này cho thấy ý thức của người tham gia giao thông vẫn còn thấp, xem thường các quy định của pháp luật. Đây là vấn đề cần được các cơ quan chức năng và các lực lượng liên quan tập trung vào các giải pháp xử lý kịp thời. Trong các ngày thường là sẽ tăng cường là công tác tuần tra, xử lý đối với các khung giờ là ngoài giờ và các khung giờ là chẳng hạn như là từ 16 giờ đến 22 giờ đêm là những cái khung giờ thường xuyên xảy ra tai nạn. Còn đối với các ngày lễ thì và cũng như là cuối tuần thì lực lượng cảnh sát giao thông là tăng cường quân số ứng trực theo điều động của lãnh đạo huyện, có thể là 50, có thể là 100% để mà tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát để mà xử lý vi phạm, giảm thiểu tai nạn, đồng thời là đảm bảo cái vấn đề mà chống cái ùn tắc giao thông tại các khu vực ngã ba, ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ. Tại vì cái dịp cuối tuần và dịp lễ thì cái lưu lượng khách du lịch từ các nơi về Đà Lạt đi ngang qua địa bàn huyện là số lượng phương tiện giao thông là gia tăng. Về cái công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tham mưu cho lãnh đạo để mà xây dựng kế hoạch huy động lực lượng công an các xã, thị trấn, đoàn viên thanh niên huyện vào cuộc để mà tham gia vào công tác tuần tra kiểm soát là xử lý nghiêm đối với cái những trường hợp nào là những cái lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Cái thứ hai là những cái lỗi mà khi tham gia giao thông là để nhằm làm tốt cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn. Những cái thời điểm không xử lý như thế này thế khác thì họ sẽ thực hiện cái hành vi của họ. Theo tôi thì đề nghị với lực lượng chức năng chúng ta cần phải là tăng cường công tác mà xử lý, tuần tra xử lý đối với những cái phương tiện này. Cái thứ hai nữa thì qua cái thông tin đại chúng thì tôi nghĩ là những cái địa điểm xe biển số có rồi thì chúng ta cũng cần phải căn cứ những cái thông tin cung cấp này để chúng ta là xử nguội. Trước diễn biến phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông, thực hiện năm an toàn giao thông quốc gia với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy. Trong năm 2019 và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019, Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương đã đề ra các giải pháp trọng tâm ngay từ những tháng đầu của năm 2019 và thời gian tiếp theo. Một trong những nội dung mà các đơn vị tập trung triển khai thực hiện đó là chú trọng tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải ô tô, quản lý công tác đào tạo sát hạch lái xe, nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền thì lâu nay chúng ta làm nhiều nhưng mà phải nói là cần phải đổi mới, đặc biệt là phải trực tiếp vào cái đội ngũ tham gia giao thông, đội ngũ lái xe, để làm sao là họ phải cam kết là việc là không có vi phạm các cái quy định về lái xe trên đường, thì đó cũng một cái giải pháp. Cái thứ hai là các cái đối tượng mà thường gây ra tai nạn giao thông thì chúng tôi là cố gắng cùng các địa phương là làm sao tuyên truyền đến tận cái đối tượng đó để gây cái tác dụng tốt hơn. Cái nội dung thứ hai là công tác tuần tra xử phạt, thì theo tôi nghĩ là cái việc này là cái việc chúng ta phải làm thường xuyên. Thì trong lúc mà ý thức của người dân chưa cao, người tham gia giao thông chưa cao, thì cái tuần tra xử phạt đúng theo quy định pháp luật cũng là tạo cái nền tảng và cái tiền đề để cho làm sao là người dân có cái ý thức. Kiềm chế và kéo giảm tai nạn trên địa bàn tỉnh không phải là chuyện ngày 1, ngày 2 có thể làm được, khi ý thức của người tham gia giao thông còn thờ ơ, xem thường pháp luật khi điều khiển phương tiện, khi đã có nồng độ cồn và chạy quá tốc độ cho phép.
như vụ nữ tài xế taxi gây ra trên địa bàn huyện Đức Trọng vào tối ngày 1 tháng 1 năm 2019. Do vậy, đòi hỏi ngành chức năng cần tăng cường luân phiên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn ngay từ tháng đầu quý đầu của năm 2019. Chú trọng siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, nâng cao chất lượng các dịch vụ, các loại hình vận tải công cộng, xử lý nghiêm việc nhồi nhét khách, chở quá số người quy định, cũng như các vi phạm là nguyên nhân làm tăng tai nạn giao thông trong năm 2018. Có như thế, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ được kiềm chế, đẩy lùi, đảm bảo giao thông an toàn trong năm 2019. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.